Mối tình thời học cấp 3, bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao trời ơi, này khó rồi nha. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình nha. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Tường, chào bạn nam bên kia rèm và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thảo Dung, em năm nay 25 tuổi, em quê gốc là ở Bến Tre mà hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing. Và bạn trai giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nữ bên kia rèm. Em tên là Trần Quốc Hưng, năm nay 30 tuổi, quê quán ở Hậu Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là kỹ thuật viên ngành viễn thông. Về máy vi tính này kia hả? Không, đi triển khai internet, lắp đặt và bảo dưỡng mạng lưới. Ở thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Bao lâu về Hậu Giang lần? Dạ 6 tháng về một lần. Mà có khi 1 năm về một lần nữa. À, giờ công việc nhiều quá không có về đúng không? Dạ về. Em có những thế mạnh gì và những cái khuyết điểm gì? Dạ, em thì mạnh em là vui vẻ, thẳng tính và biết chơi thể thao. Làm được tất cả công việc nhà, đặc biệt là biết ca hát nhưng mà ca rất dở. Những vui là được rồi. Dạ, khuyết điểm thì ở nhà thì em hay lề mề với không có tự tin trước đám đông, với ít nói chuyện với người lạ. Còn chút bên kia người lạ có dám nói không? Dạ. Rồi bạn gái. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm thì em là người không có nóng tính. Nhà em sống độc lập, tự lập và kiểm soát tốt cái thái độ cũng như là suy nghĩ của mình. Khuyết điểm là mặc dù giọng nói thì tương đối là dễ nghe nhưng mà em hát thì rất là dở. Sao hai người này giống nhau quá vậy? Chút xíu nữa mật màng lên rồi hai người hát thử đối phương có chạy luôn không? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất thì chia tay được gần 2 năm rồi ạ. Em quen gần 2 năm. Lý do sao 2 năm mà chia tay? Tại vì em là người sống cho gia đình á, cho nên là em muốn một mối quan hệ mà có thể đi đến lâu dài hơn. Nhưng mà em với bạn thì không có phù hợp để mà tiến tới hôn nhân á, cho nên là không nên làm mất thời gian của nhau nữa. Sẵn sàng một tình yêu mới chưa? Dạ sẵn sàng rồi. Em ngồi bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Dạ cái này tùy bạn bên kia. Tùy, nhưng mà mình phải có cái dự tính của mình chứ. Dạ em nếu như mà em thích đó là quen chừng khoảng 1 năm thôi là cưới là được. Đúng rồi, quen 2 năm cũng chia tay thấy không? Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Giống bên kia quá ta. Một mối tình thời học cấp 3. Học cấp 3 xong thì bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Rồi em mới lên thành phố em làm cho tới giờ. Mấy năm rồi? Dạ 5 năm rồi. 5 năm rồi chưa có một mối tình nào nữa? Dạ. Tại sao 5 năm rồi không có yêu ai? Nói khi em cũng đi làm công việc, tính chất công việc thì đi làm rồi về trễ. Rồi mình không có thời gian nhiều. Với lại cũng sợ bạn gái đi lấy chồng nước ngoài. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, bạn trai của em thì em mong muốn là bạn phải cao hơn em. Em cao 1m58 thì bạn phải 1m68 trở lên. Quá được luôn. Sạch sẽ, tươm tất và phải là người đàn ông của gia đình. Không có mà bạo lực á, có xu hướng bạo lực. Có cái nào bạo lực không em? Vũ phu không em? Dạ không chị ơi. Đây hiền khô à. Em không vũ phu đâu. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không có thích mà bạn nam mà sống mà không có biết chăm lo cho gia đình đó chị. Dạ, với lại ích kỷ. Mẫu người của bạn trai là như thế nào? Dạ, cao ráo dễ nhìn vậy. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao trời ơi, này khó rồi nha. Nửa mập nửa ốm nữa hả? Cao từ 1m55 với cao bằng em trở lại là được. Biết thấu hiểu mọi người, quan tâm chăm sóc gia đình và yêu trẻ em. Yêu trẻ em và yêu em nữa đúng không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, hay càm gàm nhiều quá. Ăn mặc lè lẹt, hứa mà không có làm được. Thường cái này bạn gái người ta nói con trai hứa thật nhiều, hứa thật nhiều. Gái thường hứa gì với con trai trời? Dạ thì thà không hứa, hứa thì phải làm. Chắc là phải hứa không đi lấy chồng nước ngoài mới được. Dạ, hứa không đi lấy chồng nước ngoài. Lấy em thì được. Ừ thì đó, bây giờ bấm nút và lấy em luôn chứ không có bỏ nữa. Sao xè tay ra coi, kiểm tra coi sạch sẽ không? Quần áo tươm tất gọn gàng, sáng sủa. Sao chị được không chị? Được. Bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm chị. Dạ phải tìm hiểu. Cô này thì cô không muốn quen lâu nữa. Tại vì cái đó là cái chuyện trăm năm của mình qua ở với mình suốt cuộc đời mà. Rồi lấy về mình định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì đang ở nhà trọ chị. Thì hai đứa về phải tìm hiểu nhau tính tới cái chuyện kinh doanh thêm chị. Hiện tại là em đang làm bên cái mảng kỹ thuật á. Ổn định chưa công việc? Dạ, mình ổn định chị. Mình có phải là về quê hay có phải làm dâu? Dạ không chị. Lập nghiệp Sài Gòn luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối chị, với không có nhậu nhẹt nhiều. Trời ơi, con gái phụ nữ hiện đại mà chị, đôi khi cũng đi nhậu đi ba đồ em thấy là chuyện. Em có đi nhậu đi ba gì không em? Dạ không chị. Nãy giờ mình tưởng tượng coi cổ là thì bạn cũng sao? Em nghĩ thì cũng không mập không ốm, bạn cũng cao gáo, mọi người thì bạn nói ra thì biết bạn cũng kỹ tính. Cho nên là không có cái vụ bê bối đâu, yên tâm. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không có biết nấu ăn. Dạ cái đó không sao chị, cái đó em cũng không biết nấu ăn, nhưng mà mình nấu hai vợ chồng mình ăn thì đương nhiên phải ăn được thôi. Đúng rồi, không ăn được bỏ phí đúng không? Riết phải ăn được. Anh qua anh coi bên đàn gái thế nào em. Chào em gái. Chào anh. Dễ thương. Anh bên đây là dân miền Tây, chất phác thật thà. Dạ. Đẹp trai, công tử Bạc Liêu. Nói vậy là em hình dung anh này được rồi đó. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Tính anh hơi hiền. Dạ. Em cũng hiền. Em cũng hiền luôn hả? Dạ. Nhưng mà có ghen không? Dạ không. Mấy người hiền chứ ghen dữ lắm luôn á. Dạ không, em không có ghen. Không có ghen đúng không? Dạ. Giờ cũng đang ở trọ. Dạ. Mình có thể hùng hạp với ảnh để mua nhà trả góp rồi có căn nhà tình yêu được không? Dạ nếu như mà tiến tới lâu dài thì cũng phải nghĩ tới chuyện đó. Lâu dài. Dạ. Có những cái thứ gì mà anh không thích ở đàn ông nữa không? Dạ chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ chỉ là ít nói thôi. Dạ được, nhưng mà phải biết chăm lo gia đình. Chăm lo chắc rồi, như đó thôi đúng không? Dạ. Đàn trai yên tâm. Được, cặp này thấy cơ bản là hợp lý đó, xứng đôi đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái với lại bạn của em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Dạ, em tên Duyên, em là em của chị Dung ạ. Nếu như mà anh có xác định hẹn hò chị hai em á, thì hơi mệt một xíu. Tại vì là chị hai em ở nhà thì rất là thích chọc cười mọi người á. Nên là ở gần chị hai em thì chắc cười nhiều chắc sẽ mệt. Hơi vô tính. Anh đây thì em nghĩ là em sẽ ủng hộ chị hai em ạ. Trai đi với ai? Dạ em đi với chị ở đầu và hai đứa em. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về tính tình của Hưng đó thì rất là hiền, bản tính siêng năng này nọ cái khác, nhưng mà chỉ có tội là nhát gái. Chị thấy thì bạn gái bên đây là rất là dễ thương đó, cũng hiền đó, thì chị mong là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn để tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Cũng được. Thấy anh sao? Được không? Ngày cuối tuần thì mình giải trí như thế nào? Dạ, em là thời gian phần nhiều của em làm dành cho gia đình. Cứ cuối tuần là em về quê thôi. Là ở Bến Tre mà Sài Gòn về quê luôn hả? Dạ đúng rồi, em chạy xe máy 2 tiếng là tới rồi. À, cũng gần ha. Bà con gái ta siêng ghê không? Mình ở Hậu Giang mà không? Nửa năm, một năm mới về một lần. Chắc có công việc mà chị. Anh có nóng tính hay ghen không? Không, không, anh không có nóng tính. Không nóng tính. Ghen thì nếu mà yêu nhau thì đôi khi cũng phải có một chút gì đó để ghen chứ. Hai người nhìn nhau say đắm ghê đó. Nhìn đắm đuối dữ vậy. Thôi giờ em hát, hai người hát câu đó cho bạn ấy nghe đi em trai. Cho nó giải tỏa tâm lý đi ha, thấy hai người cứ nhìn nhau. Em đứng lên em hát vài câu đi. Bây giờ em hát tại tiếng Anh không nhớ tựa bài nữa. Rồi đâu cần tựa. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ rượu nông, có ai nát cả cội lòng. Thôi thôi buồn quá mới gặp người yêu ban đầu hát cái bài vui vui, hát bài đắp mộ cuộc tình. Em có bài nào vui vui hát tặng ảnh đi em. Rồi em hát anh về luôn anh. Kệ nó. Không được. Cháu lên 3 lên 4 gì đó cho nó vui được rồi. Em hát dở khủng khiếp luôn. Kệ nó, khủng khiếp cỡ nào cũng được hết trơn á. Hay đâu. Cho nó phá phong thủy nãy đi, cái bài này không hợp rồi đó. Cháu lên bà cháu vô màu dao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau cũng bẽn lẽn nữa vậy đó hả? Rồi thôi hai người nói chuyện đi. Hẹn hò thế nào đó, nói đi. Anh có đi xuống Bến Tre chơi lần nào chưa? Anh chưa đi đến Bến Tre nhưng mà có người cậu cũng lấy vợ ở đó. À, anh thấy con gái Bến Tre sao? Dễ thương, dám đến Bến Tre mà. Dạ, thường thì những lúc buồn á, thường anh làm gì? Thường thì anh ra bờ sông. Làm gì buồn ra bờ sông đi? Ngồi một mình để ngắm nước trôi hay là ngắm mây trời gì đó chị. Rồi hay là nắm đá, cầm đá ném xuống sông kìa. Có khi nào buồn quá có ý định đi xuống dưới đó luôn chưa? Không nè chị ơi, còn yêu đời mà. Giờ hai người tính hẹn hò nhau làm sao? Nếu mà cho anh cơ hội thì chúng ta có thể đi xem phim hoặc uống gì để tìm hiểu nhau hơn. Dạ. Mấy lúc bẽn lẽn này hay lắm. Hai người này có ý nhau rồi, làm như có xét chút xíu rồi đó. Hôm qua em cầm tay cô gái ngay thử cảm nhận thế nào. Dạ. Để mình chuẩn bị bấm nút. Dạ. Bước quá. Cầm. Rồi, nói gì đi. Lạnh không? Dạ. Em thấy anh hình như anh run quá, tay anh hơi lạnh. Không, anh không có run. Thì thời mới lạnh nữa, anh lạnh nữa. Thì tin tưởng nó làm bạn anh nha. Gì bắt tay làm cái đối tác kia đó. Em nắm tay nè, nắm tay vô để cảm nhận tình yêu hai tay đàng hoàng đó, nhìn thẳng vô mắt ha, cho nó tình cảm. Rồi bây giờ mình nghĩ trong lòng cái gì ha, cảm nhận cái với đối phương thế nào. Em hãy nói bằng tất cả những gì mình suy nghĩ nha, không cần hoa mỹ gì hết, nói những gì mình đang suy nghĩ. Bắt đầu. Anh cũng anh cảm nhận sao vậy em? Ok, quá tuyệt vời. Thật mà. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh hiền. Hiền hả? Dạ. Hy vọng mọi điều sẽ tiến triển tốt đẹp. Được rồi đó. Chúng ta kiểm tra và lại tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đối phương có thuộc nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Nhưng khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Quan trọng cả cuộc đời đó các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Em gái có bấm không? Dạ em có bấm. Hả? Có bấm hả? Bấm tay lo quá. Lo thấy chưa? Nếu mà cô ấy không bấm nãy giờ em cảm giác thế nào? Thấy cô không? Dạ bấm. Không sao chị. Nếu mà chứ bạn gái không bấm thì có lẽ bạn gái cần phải suy nghĩ chọn người chính đáng hơn em. Chính đáng hơn em hả? Dạ. Là em không có chính đáng hả? Không, phải là người tốt đẹp hơn. Chúc mừng hai em nha. Hai người xứng đôi ha. À, rất là đẹp đôi, dễ thương đấy. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đập Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để yêu nhau nhiều hơn. Đây là một chiếc tivi Bana 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. TV thuộc dòng cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam, được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu như các bạn đồng ý kết hôn, TV Bana sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn. Đúng chưa? Mấy cặp mà là đây hôm vừa kia xuống kia không biết này kia. Nắm tay thì chặt đó. Cái anh này là thích anh này nè. Buông tay ra hoài à, để tình. Trong đó trong buồn, đó trong buồn. Đi ra đây nè. Nấu phở được luôn hả? Dạ. Anh bán phở, em bán bò là kết hợp được. Bây giờ muốn tìm người yêu thế nào? Giống như giống mẹ em được rồi. Mời bạn nam. Rồi. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào quý vị khán giả ở trường quay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Bích Châu, năm nay 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng của công ty Vissan. Ở quê em ở Sài Gòn ạ. Rồi, bán thịt heo đúng không? Dạ đúng. Mời bạn trai. Dạ, xin chào quý khán giả và chào Quyền Linh. Và chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Chào em. Em tên là Nguyễn Văn Phú Ý, năm nay 31 tuổi, đang sinh sống làm Sài Gòn. Làm gì? Dạ, nấu đầu bếp. Đầu bếp hả? Dạ. Quán gì? Bán cái gì? Dạ bán phở chị ơi. À em nấu phở được luôn hả? Dạ. Anh bán phở, em bán bò là kết hợp được. Vậy được đó. Ưu điểm, khuyết điểm của em là cái gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng. Mọi người nhận xét em là người hiền. Với lại ưu điểm em là ăn. Ăn? Dạ. Vậy là hiểu là bên kia hình dáng hiểu rồi đó, hả? Hiểu rồi đó. Ăn dữ lắm hay? Nghe thôi nha anh, đừng có sợ nha anh. Em có thể ăn là 2 bánh lăng, 1 hộp bánh cua, bánh tráng cuốn, 1 ly trà sữa, 2 trứng vịt lộn. Thường thôi. Còn ăn 2 tô phở nữa mới mệt. Đúng rồi, chừng nào em ăn 2 tô phở nữa nó mới mệt. Còn gì nữa không? Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Khuyết điểm của em là nhút nhát, với lại là hay bị mất bình tĩnh. Ai làm gì mình mất bình tĩnh? Ví dụ có bữa em đi với bà chị trên cầu Bình Triệu á, em gặp cái thằng kia, nó kêu ê cái em tưởng người quen, em mới quay lại, em gặp cái thằng biến thái, em sợ, em la lên, bà chị em hỏi vụ gì, em mới chỉ, em quảng anh đê luôn, em không có lái xe được nữa. Vậy một lát nữa kéo cái màn ra, kéo cái rèm này ra mà em la lên là biết bên kia biến thái. Trời ơi. Đó ví dụ thôi. Giờ đó là gì ơi? Ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm em thì nấu ăn và hòa đồng. Em nấu ăn lâu chưa? Dạ cũng gần 10 ạ. 10 năm rồi. Dạ. Đầu bếp chuyên nghiệp luôn. Dạ không có chuyên gì đâu, có món à anh ơi. Con phở thôi hả? Dạ. Làm cho anh ta hay là làm cho gia đình? Dạ làm cho anh ta chị ơi. Rồi vậy nãy giờ tưởng đâu chủ quán phở. Vậy sao mình không mở quán phở, mình nấu 10 năm mình không mở quán phở mình bán riêng? Kinh tế khó khăn giờ cũng muốn mở cái mặt bằng, nó cũng phải là cũng phải kiếm cái mặt bằng cho nó hợp. Cái mặt bằng giờ nó cao quá. Giờ tô phở thì ra rất nhiều. Nhưng mà em làm được hết tất cả các khâu trong quán phở luôn sao? Dạ chị ơi. Mai mốt chị mở quán phở em về làm đầu bếp cho chị ha. Dạ. Được không? Dạ được chị ơi. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em thì nhát gái anh. Tánh hơi cận cái mà quên lắm. Thấy con gái sao là nhát? Dạ nói chuyện vài câu cái là em vô không biết nói chuyện gì nữa đó. Đó giờ có bồ chưa? Dạ có một cô. Quen được bao lâu? Dạ khoảng 3 năm chị ơi. Rồi, ủa 3 năm mà cũng dài quá mà sao chia tay vậy em? Có duyên không có nợ chị ơi. Rồi vậy là từ đó tới nay là mình chưa quen ai lại luôn ha em? Mấy năm rồi em? Dạ mới có 11 năm mà chị ơi. Bạn với bạn gái thì sao? Mình trải qua mấy mối tình? Em thì trải qua 2 mối tình thời đi học. Rồi từ 2 đứa không ai chủ động liên lạc với ai hết. Rồi em với người đó chia tay đến bây giờ luôn. Trời ơi sao ai cũng một khoảng thời gian dài mà phòng không gối chiếc vậy? Không buồn hả em? Tại vì công việc của em là nó không có thời gian á để tìm hiểu. Rồi bây giờ có thời gian chưa? Rồi để em sắp xếp. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Cao 1m65, da ngâm. Có luôn. Hơi chần chần tí, không có... Có luôn. Không có cần ốm lắm, không có mập lắm đâu là được rồi. Men men tí nữa. Có không? Có men men không? Có luôn chị ơi. Có luôn anh ơi, tới luôn. Em thích ở người bạn trai? Ti bo, gia trưởng. Cái đó không có em ơi. Không biết quan tâm chị. Cái qua không quan tâm mà cái này rất quan tâm luôn. Rồi bạn trai, cái công việc của bạn bắt đầu sáng từ mấy giờ? Dạ sáng 5 giờ tới tới trưa 11, 12 giờ. Suốt luôn vậy đó hả? Dạ. Ai nấu nước lèo? Dạ em. Tại vì em làm sẵn buổi tối hết trơn rồi. Chứ còn sáng ngủ dậy là đưa ra thôi. Ai múc phở? Dạ có cháu chủ chị ơi. Bây giờ muốn tìm người yêu thế nào? Giống mẹ em được rồi. Tại mẹ em thì cũng thấp 1m50, da ngâm ngâm. Nhưng tóm lại là phụ nữ truyền thống. Tính tình cuộc sống hòa đồng với lễ phép với ông bà trên dưới. Bán thịt heo được không? Dạ được. Mà cô ấy là phải phải sao? Cô ấy biết chăm sóc gia đình với lo ba mẹ hai bên được rồi chị ơi. Được. Cái đó được anh ơi. Được ha? Dạ được. Hai bạn có muốn gì trao đổi với nhau nữa không? Rồi chị qua chị coi mặt nè. Hỏi đi. Nếu tìm hiểu xong mà tiến tới hôn nhân là mình ở đâu anh? Thì anh đã lập nghiệp trên Sài Gòn có khoảng thì lâu lâu mà thứ bảy chủ nhật mình về quê. Quê anh ở đâu lận? Đồng Tháp. Dạ dạ rồi. Ở khi nào tiến tới hôn nhân được anh? Thì một năm rưỡi 2 năm gì cũng được. Anh chuẩn bị gì chưa? Thì có chút chút thôi. Điểm gì em không thích ở cái mẫu người vợ lý tưởng của mình? Phụ nữ dạng làm biếng quá chị. Cái người lớn tới nhà chơi mà cái là không có ra chào hỏi hỏi cô chú kiếm này người kia hay gì, cứ làm thinh ngồi như dòm lơm lơm, tao cũng như họ không quen biết vậy là nó không thích. Không có đâu. Ai lại mấy cái đó thì đó là có là được, còn mấy người kia là em không quan tâm gì, xấu đẹp không quan trọng mấy. Rồi rất là dễ thương, rất là chân tình, chị chịu đó để chị ráng chị làm mai cho. Dạ cảm ơn chị. Được chị. Rồi quá được luôn á chứ. Chúc học bí quyết nấu phở. Bây giờ nè anh đi qua coi mắt đàn gái. Em tưởng tượng cô gái bên kia thế nào? Thì cô nói nãy nói ăn nhiều thì cũng hơi tròn tròn tí. Còn không, nãy giờ em nghe tiếng cô gái em thấy cổ làm sao? Dạ dễ thương. Dễ thương lắm, đây để em coi coi. Ồ, chào em gái. Dạ em chào anh. Chàng trai bên đây rất là gọi là giản dị, chân thành ha. Dạ. Nhưng mà hơi cục mịch chút xíu. Em thấy được không? Dạ được anh. 21 anh là về Đồng Tháp ở, em có theo về dưới làm dâu được không? Dạ cũng được, nhưng mà cái ý chí cầu tiến của ảnh là ảnh lập nghiệp ở Sài Gòn. Ừ. Dạ. Nếu mà ông về quê mà em có về không? Dạ về. Làm dâu được không? Dạ được. Hay quá. Em nấu ăn được. Em là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Được rồi. Ảnh qua anh lấy xương của em nấu phở bán. Nói với hai chồng mà về mà cùng hợp nhau mở quán phở là cũng được lắm chứ bộ. Em cũng thích món đó lắm. Thôi, đàn gái cũng dễ thương rồi. Hai bên hợp lý. Được ha. Rồi bây giờ ta hỏi ý kiến của người thân đi. Về hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với sếp với lại mấy chị đồng nghiệp của em ạ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào khán giả trường quay và em Quý. Dạ chào chị. Châu thì rất là siêng năng, có ý chí cầu tiến và rất là có trách nhiệm với lại gia đình, nhất là mẹ của Châu. Chị thấy Châu là bạn Quý đây rất là chân thành nè, rất là thẳng thắn. Chị thấy rất là hợp với em. Và chị mong là hai bạn sẽ tiến tới hôn nhân, chị ủng hộ hai đứa ha. Dạ cảm ơn chị. Quý đi với ai? Dạ đi với mẹ. À có bác hả? Dạ không đi. Dạ con chào cô. Hôm nay là mẹ của Quý tham gia cái chương trình hẹn hò để kiếm dâu. Dạ kiếm dâu. Quý thì con có chịu nổi đó không? Cái này thì bác nói thẳng luôn à, chứ không có giấu giếm gì nha. Thì hay ăn quà lắm đó, gọi là mấy suất Kiều Long. Ăn dữ lắm hả cô? Thì ăn hàng mà. Dạ ít ăn rồi chị ơi. Rồi cô thấy dâu tương lai mình được không? Bác thì không có kén chọn gì hết á. Nãy nó nói giống mẹ đó, giống không? Thì mẹ thì tròn tròn rồi thôi. Tiếng hơi giống tính mẹ thì bác thì xề xòa lắm chứ không khó khăn gì hết trơn á. Ngày xưa đi làm sâu thì cực khổ chứ còn bây giờ thì sung sướng lắm rồi. Cháu thì có chịu không? Gia đình thì nghèo đó, sống thì rất thoải mái, biết kính trên nhường dưới là được thôi. Chứ còn về làm giỏi hay không giỏi thì cũng từ từ đã quyết. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Bắt đầu. Đó. Rồi, em cũng có món quà không anh? Dạ, anh cảm ơn. Rồi, anh cảm ơn. Mở luôn. Mở luôn. Em đeo cho. Wow, chuẩn bị kỹ quá. Hơi rung chút xíu. Cứ từ từ em. Giờ sáng sáng thức dậy canh đồng hồ dậy sớm nặng nấu phở ha. À. Được. Anh nói là anh làm từ 5 giờ sáng tới trưa, tới buổi chiều là anh có làm nữa không? Buổi chiều thì ngủ tới chiều tới 4 giờ dọn. Vậy là một ngày anh làm 2 ca. Đi 2 ca. Rồi tới tối mấy giờ anh mới về? Thì anh ở đó luôn mà. Thì công việc của em ca sáng cũng 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Rồi nếu mà làm ca 2 thì từ 1 giờ đến 9 giờ tối. Giờ đó anh có thể đi được không? 9 giờ tối đi được bình thường. Hầu hết là 9 giờ tối 30 ngày đi, 30 ngày đủ cũng được. Dạ, dạ rồi. Rồi anh cảm nhận về em thế nào? Thì cũng xinh tròn tròn giống mẹ anh. Rồi anh có gì muốn hỏi em không? Thật sự là đối với đây là chương trình ở đây con không biết là ai cũng đăng ký cho anh cũng không biết luôn. Ủa em không biết ai đăng ký cho em tham gia chương trình luôn hả? Cái tin lần đầu là nó điện cho em là em bỡ ngỡ luôn, mà lúc mình tin lên cái tin thì em định hỏi mà cái em quên. Bây giờ em cũng chưa biết, em không điều tra đâu ai. Ủa nhưng mà với phần em có điều tra rồi mà vòng vòng coi quán mà bạn bè thì cũng ít không có. Như là một người bí ẩn nào đó chưa xuất hiện. Em có một bài hát gửi tặng cho bạn trai. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy nhấn nút nha anh. Rung quá à. Tới đây anh đây là hơi dở, là họ cái là không biết hát, có cái là không có biết nhậu, có lại là karaoke là nhạc là không biết mà thích phải nghe. Thằng Sáu thì em thì cái là hút thuốc, mỗi hút thuốc thôi. Hút thuốc dạ được anh. Còn cái nữa, còn cái nữa, còn cái ngủ nướng. Con cái là ngủ nướng lắm. Ngủ nướng mà trễ bây giờ má nấu phở rồi sao trời. Dạ có người khác gọi vậy chị. Trời đất. Vừa nấu phở vừa hút thuốc hả? Dạ không, tại thời gian nấu xong rồi em có thời gian mới ra ngoài chứ. Nhưng không có chờ, không được hút trong bếp. Tiến lên, thể hiện cảm xúc với cổ. Hiện tại bây giờ em nghĩ sao, em muốn cái gì? Em thấy cổ như thế nào? Nói với cổ. Anh thấy thì tới đây anh cũng gặp em cũng xinh, cũng dễ thương. Thì cũng tròn tròn em mỉm tới ngủ ôm với sướng. Để em đã cho anh cơ hội là để quen biết em, để cầu tiến xa hơn. Sở thích trai gái gì để nói cổ luôn cho biết. Trai gái thì không quan trọng anh, miễn là con của mình hết rồi. Không, dạ trai gái không được mà thì con gái thì nó hay hơn, lại nó thương mẹ nhiều hơn. Thì lúc em buồn thì anh chọc cười này kia đủ kiểu. Dạ. Gì dạ, bạn gái nói chuyện mà dạ. Tại cũng tại nhắc gái lắm, ít nói chuyện gái lắm. Ngại quá. Nói đi cưng, cơ hội đó. Anh ở đây thì cũng không có giàu sang gì. Thì anh có thì cũng có cái nghề là nấu ăn vậy thôi. Là anh đâu sống được. Giờ em muốn ăn phở thì anh nấu phở cho em ăn thì suốt ngày nào cũng được. Đó. Rồi được rồi. Rất dễ thương mà thôi đừng nấu phở ăn hoài. Bây giờ bấm hay không bấm là quyền của cô gái. Chàng trai rất chân thành, nói từ ruột từ gan ra rồi đó. Quan trọng là em gái. Anh sẽ nấu phở cho em ăn suốt cuộc đời nếu như em bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2. Rất nhanh lẹ. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Đó. Hứa hẹn cái gì thì phải nhớ nha. Dạ. Hôn nhau đi nào. Thích cặp đôi này rất dễ thương và dễ thương lắm. Chân thành, mộc mạc. Không thích đâu. Dạ thích chứ. Thích tại tới giờ lâu rồi, 10 năm mà chưa hôn nữa. 10 năm chưa hôn hả? Dạ. Hôn thêm cái nữa đi. Má bên kia cái nữa. Má bên kia cho đều. Má bên kia nữa cho đều. Không không, hai má để nó sệ đó. Để không, nói nha. Vậy đó mà nhiều cặp đôi lên đây kêu hung, nhăn nhó rồi nhăn giống như là bị tra tấn làm như tôi với anh Quyền Linh sung sướng. Đúng lắm rồi. Vậy đó. Đây là vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lượt chiến thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX gửi tặng hai bạn. Và đây là bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Và đây là một cái phiếu giảm giá 25% tại các chi nhánh trên toàn quốc gửi tặng các bạn. Và đây là một chiếc Smart TV 40 inch giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ là quà tặng dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Ai không nói chia tôi cá, cặp này cưới sớm. Cưới nha. Nha, nhớ nha. Báo tin cho anh chị nha. Trời dễ thương quá. Đừng hút thuốc đó nha.